Riot thông báo xóa bỏ các trang bị trong Liên minh 2024. Trong buổi cập nhật lộ trình phát triển mùa giải 2024 mới đây, Riot đã thông báo xóa bỏ hệ thống trang bị thần thoại. Từ bản 14.1, dự kiến ra mắt ngày 24 tháng 1 năm 2024, game thủ sẽ không còn bị bó buộc vào việc chỉ có một đồ thần thoại mỗi game. Từ đó, phong cách lên đồ tự do sẽ trở lại, qua đó giúp người chơi thoải mái sáng tạo. Theo Riot Miller, một số trang bị thần thoại sẽ chia tay Liên minh, trong khi số khác trở về trang bị thông thường, giống tam hợp hay vô cực trước đây. Thông tin về loạt trang bị mùa mới vừa tiếp tục được Riot cập nhật, trong đấy đáng chú ý nhất chính là đồng hồ cát Zonya. Sau các thay đổi liên tục, trang bị này giờ sẽ có tới 120 AP và 50 giáp. Đồng thời, việc xóa bỏ đồng hồ ngưng động cũng khiến cách ghép thay đổi. Đã có hàng loạt trang bị mới ra mắt trên máy chủ thử nghiệm BBE, nhưng tất nhiên vẫn sẽ có điều chỉnh cho tới khi ra mắt chính thức. Do đó, điều chắc chắn bây giờ chính là các món đồ sẽ bị xóa. Trang bị cho Pháp Sư: Vương miện suy vong, Báo tố Luden, Băng trượng vĩnh cửu, Mũ trụ nguyền rủa, Lôi hải bóng đêm, Đồng hồ ngưng động. Trang bị sát thủ: Dạ kiếm Đắc Tha, Móng vuốt ám muội. Trang bị đỡ đòn: Giáp gia tốc hóa cuồng, Ngọn đuốc thánh quang, Giáp vai nguyệt thần, Thú tượng thạch giáp, Dây chuyền sự sống, Khiêng quân đoàn. Trang bị thuật sư: Bình thải hóa dược, Cốc hài hòa. Trang bị xạ thủ: Cung phong linh, Đao cuồng nộ,